Ngựa mạ vàng là sản phẩm mạ vàng 24K của nghệ nhân Vinatap chế tác để chào đón Tết Giáp Ngọ 2014. Đây là sản phẩm quà tặng cao cấp, có thể bày trí tại phòng khách hoặc có thể làm quà tặng tặng người thân của mình. Theo các chuyên gia tư vấn phong thủy, thì ngựa không những là một linh thú trung thành, ngựa còn là biểu tượng của sự kiên nhẫn, bền bỉ, lâu dài, mang lại sự may mắn, tài lộc, chiến thắng. Vì vậy, những nhà kinh doanh thường chọn hình tượng linh vật ngựa để trang trí trong nhà mình hay chính nơi làm việc. Hình ảnh tượng ngựa vàng luôn đem lại nguồn tài lộc, sự phát đạt trong kinh doanh, sự nhanh nhạy và tăng tiến tiền tài, khiến những công việc dự định sẽ nhanh chóng hoàn thành hơn dự kiến và đạt kết quả cao hơn mong muốn. Tặng một quà tặng độc đáo như tượng ngựa mạ vàng 24K cho người thân nhân dịp Tết Giáp Ngọ sắp tới, thì chắc chắn rằng đó sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa, thể hiện tấm lòng chân thành của bạn gửi tới người nhận với mong muốn cầu tài lộc, thành công, may mắn, bình an trong năm mới. Tượng ngựa vàng có thể đặt trên bàn làm việc, tủ trưng bày phòng làm việc, phòng khách hoặc phòng lễ tân. Vinatap đã chế tác ra tượng ngựa vàng với chất liệu đúc từ đồng nguyên chất. Bề mặt sản phẩm được mạ vàng 24K, sản phẩm được bảo hành 6 tháng, không bong, nổ, rộp. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận mạ vàng tất cả các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi cam kết và đảm bảo việc giao hàng đúng hẹn, đúng như mô tả về sản phẩm. Khách hàng có thể liên hệ với đội ngũ tư vấn viên để biết thêm thông tin chi tiết. Để có được vật phẩm phong thủy cao cấp hay tượng ngựa mạ vàng 24K mang thương hiệu Karalac, khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin Công ty Cổ phần Vinatap, tầng 4, tòa nhà 133, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại 1900 6479 hoặc 0902 316 316 hoặc 0903 736 789, email tư vấn@mạ vàng.vn, website kararak.vn hoặc quà tặng mạ vàng.com.